Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Phơ nha. Hôm nay là ngày lễ ở bên Mỹ nè các bạn. Thì hai vợ chồng Ngọc không biết đi đâu, cứ lang thang đi vòng vòng chơi, sẵn tiện quay cho các bạn coi một ngày hôm nay ngày lễ tụi Ngọc đi đâu chơi, ăn uống những gì nha. Thì giờ trước tiên Ngọc nói với Phơ là chắc muốn đi coi bông hoa Bluebonnet đó các bạn. Nhưng mà muốn lên chỗ Vương Phạm. Nhưng mà hôm nay Chủ nhật mà Phơ nói là lên Vương Phạm là thế nào cũng đông lắm mà không có xe để mình mướn nữa, tại bữa gặp mẹ của Vương á. Ngọc hỏi mẹ Vương, mẹ Vương nói là chủ nhật đông lắm, lên không có xe nữa, hình như Vương phải đặt thêm xe hay sao sao gì đó. Thì Ngọc cũng muốn đi nhưng mà bây giờ đông thì lên chỗ không có, nên Ngọc phải đi coi Bluebonnet ở trên cái mò mà 290 đi xuống luôn á. Hồi mấy năm trước Ngọc có đi á các bạn. Thì Ngọc dắt các bạn đi coi Ngọc nha. Còn lên coi Bluebonnet, coi vườn thú của Vương á, thì để bữa khác Ngọc sẽ tranh thủ đi, nếu đi được cái ngày thường. Thì trước khi Ngọc đi á, thì Ngọc sẽ ghé vô cái mall 290 này, Ngọc mua một order một cái ly nước gong cha, mình đi lên đó mình uống luôn. Let's go, đi với Ngọc nha. Bên Mỹ cũng có gong cha nè các bạn ha. Ở Việt Nam có gong cha, ở bên Mỹ cũng có. Cái chỗ này mới mở các bạn, Ngọc nghe người ta nói là mới mở thôi, chứ thường Ngọc uống ở dưới Bel Air cũng có nè, ở đường 10 kế bên chợ Esmax cũng có. Thì hôm nay cái chỗ này là chỗ lần đầu tiên Ngọc vô Ngọc order nè các bạn. Cái nước gong cha này là Ngọc thích uống lắm á. Xong rồi các bạn, Ngọc order được ly trà sữa gong cha. Sáng là mình phải kiếm xì ke uống, nói sáng chứ giờ này cũng 1-2 giờ các bạn. Chiều nay đi ăn gì Phơ? Không biết chiều nay ăn gì nữa. Giờ uống trà sữa trước đi, rồi đi coi bông, rồi xong rồi chừng nào mình đói cái mình đi ăn ha các bạn ha. Hôm nay Ngọc không biết ăn món gì nữa. Mời các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ Ngọc phải đổ xăng nè. Đi coi Bluebonnet đổ xăng. Giờ ghé vô cái tiệm cây xăng của Bất Kỳ á các bạn. Cây xăng lớn nhất của Mỹ luôn nè các bạn. Quá trời lớn luôn. Xong rồi bây giờ Ngọc đổ xăng trước nha. Đổ xăng xong rồi, tại vì á, cái cây xăng này, cái đường đi lên coi Bluebonnet á, cũng có đi ngang qua cái chỗ mà vườn, nguyên cái farm của Vương Phạm á. Cái chỗ mà vườn thú á các bạn. Thì Ngọc có nói với Phơ thôi bây giờ mình đổ xăng đi, rồi nếu mà mình chạy qua chỗ của Vương á, nếu mà có đông không, nếu đông quá mình vô không được, còn nếu mà không đông thì mình vô, còn nếu mà có đông quá không có xe sao mình vô được, tại đó nguyên cái farm luôn các bạn, nguyên cái farm luôn. Thì cái farm lớn lắm, mình phải mướn xe mình mới chạy vòng vòng được, chứ không mình đâu có. Ồ, xong rồi, nhanh vậy. Hôm nay các bạn có thấy mấy tháng Ngọc đổ xăng đúng không? Bình thường á, là Phơ đổ không à các bạn. Hôm nay Ngọc đổ nè. Ghê chứ. Cũng biết đổ xăng chứ bộ. Đấy. Ok. Các bạn ơi, Ngọc đổ xăng xong rồi, bây giờ mình phải đậu xe lại. Ngọc định đi lên trên chỗ của Vương luôn, nhưng mà Ngọc thấy cái cây xăng này lớn quá nên Ngọc muốn quay cho bạn xem. Các bạn thấy xa xa ở đằng đó không? Cái chỗ đó là bây giờ Bất Y nó mở thêm cái chỗ chạm để cho người ta chạm điện á, cho vừa xăng vừa điện luôn. Người ta để đó, người ta đậu xong người ta vô, người ta đi shop, rồi người ta ra người ta lấy xe luôn. Đây nè các bạn, cây xăng bụi dễ sợ không, lớn dễ sợ không các bạn. Ngọc biết bao nhiêu cây nữa phải đếm mà Ngọc không biết nữa, rộng lắm. Wow. Ồ, cây xăng ở đây là số 40 nè Phong. Ý, Ngọc bỏ rác, hồi nãy mới uống ly gong cha giờ hết trơn. Mà chưa tới chỗ là đã hết rồi. Đây, Bất Y. Big one, Ngọc thích cái con này nè, con chuột. Con chuột Bất Y. Đi vô đây nha. Lúc nào mà Ngọc đi tới cái cây xăng này, Ngọc cũng muốn ngừng vô đây một cái rồi mới đi được các bạn. Trong này đẹp quá à. Wow, lớn dễ sợ không ạ? Hôm nay Bất Y màu khác rồi. Ở nhà Ngọc có con á bạn, mà màu đỏ. À biết rồi, Ngọc biết tại sao rồi. Hôm nay Bất Y này màu con thỏ không ạ?
Easter á. Có đội nón kìa. Con thỏ ở nhà Ngọc có một con rồi các bạn. Con 15 đồng các bạn. Ở nhà Ngọc có một con. Con nhỏ Bobby. Có áo của Bobby nữa nè. Không mến. Một cái áo này bao nhiêu tiền để Ngọc coi coi. 18 đồng. Trời dễ thương quá à. Medium. Đẹp không? Ngọc lấy cái áo này các bạn dễ thương. Ô có hình thỏ nè. Đây, đây Ngọc đi một vòng cho các bạn xem nha. Ô cái này cái gì đẹp vậy. Ngọc thích cái mền này lắm nè. Mền 15 đồng. Chắc nhất cái mền này luôn quá. Turkey. Apple pie. Chicken. Wow, pho quay pho. Coi kìa pho, người ta đang làm nè pho. Wow, nhiều thịt dữ vậy trời. Cái bánh quá trời thịt luôn. Wow. Này cái gì ta, nết. Pho pho pho, quay cho các bạn coi, ta đang làm nết nè pho. Cái hộp này hộp gì nè, ngon lắm. Nết á, đang xoay. Rẻ các bạn, có 4 đồng 49 cent nè. Bánh ngọt nè pho. Quá trời loại bánh luôn nè pho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 loại bánh, cookie. Ôi đẹp ghê không. Ở dưới đây có Mỹ ngọt lắm á, bánh của Mỹ ngọt lắm. Mà ngon lắm nha. Caramel rồi pho. Cái bánh này là ở trong có hot dog với chi luôn nè pho. Bánh nè. Ở dưới có cookie nè pho. Ở đây có thịt nè các bạn. Xúc xích 22 đồng. Thịt nè, sausage. Bánh hamburger bụi dễ sợ luôn á. Nguyên cái bụi luôn ha. Rẻ lắm các bạn, không có mắc đâu. Rẻ lắm. Mình đi chơi xa chỉ cần ngửi cái thôi ăn chết luôn á chứ không giận. Hồi nãy Ngọc mới chụp với lại Bobby. Đẹp lắm. Cái Bobby bự luôn. Cái tiệm Bobby này nó lớn lắm luôn á các bạn. Cây xăng lớn. Ngọc chưa có thấy cái cây xăng nào mà nó bự tới cây xăng này luôn. Bự kinh khủng luôn. Bán quá trời đồ luôn. Ôi ôi bán nhiều quá trời đồ luôn. Ô khoa. Pho coi nè pho. Khô bò nè pho. Cho các bạn coi. 31 đô la một 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 thao. Thấy không? Nhưng mà khô bò rất là ngon luôn nha. Khô bò ở đây là người ta tự làm luôn á. Đây nè các bạn, đây vô gói sẵn hết đây nè. Đủ loại khô bò. Mới đụng cái rớt này, ý là kêu Ngọc mua luôn á. Nhưng mà Ngọc không ăn trong mấy gói này đâu. Ngọc thích ăn nó trong đây hơn nè. Là đây. Ngon lắm á các bạn. Khô bò của người ta, khô bò tươi á. Có mè nữa nè pho. Mè. Ngon quá nhỉ. Wow, hấp dẫn quá. Nguyên con bắt ị bự luôn nè các bạn. Lúc ở nhà có con bắt ị này nè. Pho. Bắt ị mẹ. Vĩ đại. Bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Cưng quá, bắt tay. Cái này là bắt ị con, bắt ị mẹ. Nguyên chiếc xe. Ô, cái này baby nè. Cưng không? Trời ơi, so cute. Dễ thương quá. Ngọc phải mua một con mới được. Thấy dễ thương quá. Cưng quá, đẹp. Đi một vòng cho các bạn xem nha. Bán đủ thứ hết trơn các bạn ơi. Đủ thứ trên đời hết luôn nè. Áo nè, quà lưu niệm đủ thứ. Đây. Bất ì. Cái này là cái mền. Ngọc đang suy nghĩ. Thôi Ngọc không muốn lấy màu này đâu, Ngọc muốn lấy màu này. Tại này màu này là màu favor của Ngọc. Đây. Bây giờ lấy lại mua một ly nước nha. Hồi nãy uống nước hết rồi. Bây giờ kiếm ly nước khác. À loại nha. Cái này là medium. Chắc uống cỡ này được rồi. Bự lắm rồi. Cái này là large. Cái này còn extra large nữa nè. Thôi uống cái extra large đi. Bự cho nó ngon. Uống nước nào? Có nước chanh không? Ai? Green tea. Green tea. Green tea. Bên này không? Clove blend rồi. Mà này không có cái nước chanh vậy. Có bên nào có nước chanh không? Mà uống nước chanh bên này nè. Nước chanh bên này. Yeah. It's lemon. Lemon.
các bạn, tính tiền các bạn mua ly nước chanh, mua thêm cái mền, cái mền của Ngọc. Ngọc thích, nãy định mua cái áo nhưng mà cái áo qua Easter là cái áo đó không có cần xài. Được cái mền với lại một ly nước bất ì như bên này hả? Wow, lớn dễ sợ luôn á Phong. Cái xăng gì mà nó bự ơi là bự vậy, bán đủ thứ hết trơn luôn. Này bán gì vậy Phong? Giống đồ ăn cho chim cho thú ăn vậy Phong. Bắp nè. Wow, có bán củi rồi nữa nè Phong. Wow, lớn dễ sợ, quá trời lớn luôn Phong ơi. Xe Tesla nè, nhiều lắm á. Ngọc biết bao nhiêu xe đếm không hết đâu, lớn quá. Lớn hả Phong hả? Lúc nào mà Ngọc đi ngang qua cái cây xăng này Ngọc cũng kêu Phong á hả, vô hết trơn á. Hồi nãy sao lúc nào mà Ngọc đi ngang đây là Ngọc muốn đi vô đây à, không mắc tiểu cũng phải mắc tiểu. Là bỏ các bạn để đi vô được đi vô. Rồi bây giờ mình đi nha, mình đi lại vậy hả? Bự lắm, bự lắm luôn á. Được một cái mền về đội của chị. Bất y ở trong rộng dễ sợ luôn, mà bán đầy đủ đồ luôn, nhiều lắm. Let's go, giờ mình đi lên vườn thú của Vương Phạm nha các bạn. Đi các bạn ơi, Ngọc đã tới chỗ coi Blue Bonnet rồi nè các bạn. Hôm nay người ta cũng đi không có đông lắm, tắc tại vì mấy bữa nay mưa các bạn. Hôm nay ấy cũng có mấy người đi coi nè. Bây giờ vấn đề là mình đi vô trong đó, sao mình đi vô trong đó đây Phò? Phải leo thôi. Hên á, hôm nay Ngọc làm như Ngọc có không, Ngọc ở nhà không phải hên, mà ở nhà Ngọc có dự kiến rồi là Ngọc sẽ đi coi Blue Bonnet. Cho nên hôm nay Ngọc bận quần để Ngọc leo chứ không gì hết trơn á. Sao không đi hôm nay hả đi Phò? Có cái đường đi xuống nữa Phò. Ừ, coi chừng nha Phò, coi có chơi chừng sụp ổ gà. Cái chỗ Blue Bonnet này á các bạn là freeway á các bạn. Ở ngoài freeway nè, freeway xe chạy quá trời luôn nè. Giờ đang kiếm cái đường đi qua nè Phong. Ngọc chỉ sợ là nó có nước ở dưới không? Chắc không đâu ha Phong. Chắc không đâu ha. Đi xuống đây được hả Phong? Mình đi cái đường nào để mình leo qua đây Phong? Đó bạn đâu có cái đường nào. Mà nó có cái đường mình đi băng qua đó nè. Hoa đẹp quá trời nè Phong. Đẹp quá ha. Wow, có cái đường qua nè. Để mình đi. Ồ, hoa này hoa gì cũng đẹp quá nè. Đó. À. Nước chút xíu. Đây. Hoa này các bạn, người ta chuyên nghiệp của người ta có đi coi nhiều á, cho nên người ta có ghế rồi bắt bạn leo. Giờ Ngọc kiếm chỗ Ngọc leo nha. Cao thấp quá sao sao leo ta? Leo ra không được. Hả? Leo ra là không được. Có leo lên. Được chứ. Đâu, có cãi. Được, bọc cái chân ở trong đây nè, nhưng mà bây giờ kiếm cái chỗ cao một chút, đi lại đây nè Phong, phải đi lại đây. Ngọc biết rồi. Hoa flower Blue Bonnet nè. Nè Blue Bonnet ở ngoài đường nè Phó. Đẹp quá trời nè. Các bạn Blue Bonnet nè các bạn. Có năm nào Ngọc cũng đi vô cái ngày này luôn nè Phó. Cái ngày mà Easter. Wow, đẹp cũng đẹp quá trời luôn nè Phó, nhiều hoa lắm. Hoa bi nữa các bạn. Ngọc kiếm cái chỗ nào cao cao để leo qua mà sao Ngọc thấy nữa hả? À, vui mà, đẹp mà. Đẹp mà. Ngọc nhớ hồi nãy
Hồi nãy pho của Ngọc định quay trở lại, cái bạn chở Ngọc đi coi mà định quay trở lại rồi, tại vì chạy hoài không thấy tới. Cái Ngọc nói không có đâu, đi chút xíu nữa đi, chạy chút xíu nữa. Ngọc nhớ là có cái hàng rào màu trắng này nè. Pho không tin. Ok, đeo đại luôn. Bây giờ đợi hoài. Pho quay qua bên đó cho các bạn coi, cho các bạn nhớ là lúc đó Ngọc với Pho đi qua bên đó đó, nhớ không? Nhớ đi qua đó không? Qua cái hồ á, đẹp. Wow, đẹp quá à. Mấy em nhỏ chụp hoa kìa, mấy em nhỏ khoái quá sức luôn. Hôm qua em kia gì bạn của Ngọc cũng dẫn con đi lên đây nè các bạn, chụp bông đẹp quá trời. Wow, chỗ này đẹp đâu không? Chỗ này nguyên một cái vườn luôn, nguyên một cái gần nhau á. Wow, đẹp quá. Lupinet Ngọc thích quá à. Thật sự ra Ngọc không có thích hoa lắm, nhưng mà cái hoa này Ngọc thích các bạn. Đẹp quá, xinh. Đẹp quá ha Phong ha. Đẹp quá nè. Đẹp quá trời luôn. I like it. Thích quá luôn. Thích lắm luôn. Này. Lupinet. Đẹp quá. Ngọc không nở đạp lên, tại vì cái chỗ này nhìn nó gần, Ngọc không nở nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi. I love it. It's so pretty. Cái màu này Ngọc cũng thích nữa nè. Màu hoa này đẹp nè. Từ nhà Ngọc chạy lên đây khoảng chừng tiếng mấy hả Phô? Tiếng hả Phô? Hình như là cái chỗ xa phì của Vương Phạm gần đây không Phô? Hình như nãy Phô có coi á. 25 phút. Đẹp quá. Phô đứng đó thì có, Ngọc đi bên này mà. Đẹp quá à. Phô, màu xanh này với màu này với màu vàng Phô thấy nào đẹp? Màu vàng, màu xanh, đủ màu hết, đẹp quá. Một tí nữa Phô chụp cho Ngọc hình nha. Ngọc thích hình đẹp. Đây, màu vàng đây. Màu vàng các bạn. Màu vàng. Màu vàng nè. Cái này màu đỏ. Đẹp quá. Màu đỏ. Màu đỏ. Wow, đẹp quá. Quá xinh. Đẹp quá các bạn ơi. Hoa đẹp quá. Nhiều lắm, nguyên một cánh đồng luôn. A lot. Hoa này hoa đồng tiền hả Phô? Đẹp quá. Phô chở Ngọc đi coi hoa giống như là hai đứa mình giống như bồ bịch đó Phô. Hả? Giống như bồ bịch đang chở ghệ đi ngắm hoa. Thay vì đi mua hoa mà này đi ngắm hoa. Đẹp chưa? Bó bông của Ngọc đẹp các bạn, đủ sắc màu luôn. Đẹp quá. Quá trời màu sắc luôn. Xinh quá. Quá trời bướm luôn rồi Phô. Bướm nhiều lắm đó Phô. Coi được Lupinet rồi. Năm nào Ngọc cũng muốn đi coi các bạn. Coi rồi mà cũng thích. Tại vì Lupinet đẹp. Cái màu này Ngọc thích nè. Cái màu blue Ngọc thích. Đó. Có đường để mình đi lên luôn nè các bạn. Nguyên một cánh đồng luôn. Các bạn thấy người ta đang đứng chụp hình không? Cái này là Ngọc đi hôm nay lễ á, cho nên người ta ăn lễ nhiều hơn.
chứ không mấy là bình thường hay là đông lắm nha các bạn, đông lắm luôn á, đi qua bên cái hồ bên này luôn, rộng lớn lắm, cái chỗ này lớn lắm, mọi năm ta hay đi lên đây để cho người ta coi bông Blue Bonnet nè các bạn. Mình đi coi Blue Bonnet xong rồi nè các bạn ơi, thì bây giờ Ngọc xin tạm dừng cái video tại đây nha, hẹn các bạn ở clip sau, bye bye, thank you các bạn.